Hôm nay chúng ta sẽ xem một bài toán tổ hợp trong đề thi vào trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, một ngôi trường rất nổi tiếng. Đó là câu tổ hợp đề thi vào 10 chuyên toán Lam Sơn 2024-2025. Bài toán ở đây là hai bạn X và Y tham gia một trò chơi, có một tờ giấy đã viết 47 số nguyên từ 1 đến 47 và một hộp đựng N viên bi. X là người chơi trước, Y là người chơi sau và sở hữu hộp bi. Hai người luân phiên thực hiện gạch số. Mỗi lượt chơi thì người chơi gạch đi 5 số. Sau khi X chơi xong lượt cuối cùng thì còn lại hai số. Hai số đó chênh lệch bao nhiêu thì Y phải đưa cho X bấy nhiêu viên bi. Nếu Y hết bi hoặc không đủ số bi để đưa cho X thì X thắng cuộc. Ngược lại, nếu Y còn ít nhất một viên bi thì Y thắng cuộc. 1. Với N bằng 27, chứng minh rằng Y luôn có cách chơi để thắng cuộc. 2. Với N bằng 26, chứng minh rằng X luôn có cách chơi để thắng cuộc. Một chia sẻ rất tuyệt vời từ bạn Hiếu Phạm. Chắc có lẽ vẫn còn rất nhiều bạn đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. Tuy nhiên hãy dành ít phút để tìm hiểu một vấn đề thú vị này. Và các bạn hãy thử sức mình trước khi xem lời giải ngay sau đây. Ta có 47 số nguyên từ 1 đến 47. Và N biên bi do Y giữ. Mỗi người chơi gạch 5 số mỗi lượt, X đi trước. Sau khi X chơi xong còn 2 số, tức là X được gạch 5 lần với 25 số, còn Y được gạch 4 lần với 20 số. Ý thứ nhất, với 27 biên bi, Y sẽ cần gạch 20 số để cuối cùng khi còn 2 số mà chênh lệch của chúng nhỏ hơn 27. Để khi đưa số bi chênh lệch đó, Y vẫn còn bi và giành chiến thắng. Ở đây sẽ có hai cách để Y giành chiến thắng, mà AD sẽ gọi đó là cách chặn cuối hoặc chặn đầu. Cách 1 là chặn đầu, đó là khi X gạch bất kỳ 5 số nào trước, thì khi đó Y hãy gạch 5 số nhỏ nhất còn lại, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục đến X và Y tiếp tục gạch 5 số nhỏ nhất còn lại, ví dụ như 6, 7, 8, 9, 10. Cứ như vậy, sau 4 lần, Y sẽ gạch được 20 số nhỏ nhất trong dãy là từ 1 cho đến 20. Thì khi này cho dù X có gạch kiểu gì, hai số có khoảng chênh lệch tối đa sẽ là 21 và 47, hiệu của chúng là 26. Tức là Y phải đưa cho X 26 viên bi và Y vẫn còn lại một viên bi và giành chiến thắng. Cách 2 tương tự như cách 1 nhưng chúng ta sẽ chặn cuối. Tức là Y sẽ chọn 20 số lớn nhất trong dãy. Thì khi đó sau khi X chọn cũng chỉ còn hai số có chênh lệch lớn nhất là 1 và 27, hiệu của chúng cũng là 26 và Y vẫn còn một viên bi và giành chiến thắng. Đến với ý thứ hai, có 26 viên bi. Để giành chiến thắng, X cần chia 1, 2, vân vân cho tới 47 thành các cặp như sau: 1, 27, 2, 28, vân vân, 21, 47. Tức là hiệu của chúng là 26. Và lẻ ra 5 số là 22, 23, 24, 25, 26. Ở lượt đầu, X sẽ gạch đi 5 số lẻ ở trên. Từ đó trở đi, mỗi lần Y chơi xong, X chỉ cần gạch đi đúng số còn lại trong cặp mà Y đã gạch. Còn nếu X gạch cả hai số trong một cặp thì Y cũng gạch cả hai số trong một cặp còn lại. Như vậy, sau khi chơi xong, chắc chắn còn một cặp số chưa bị gạch và hiệu của chúng là 26, tức là X sẽ lấy được 26 viên bi và X sẽ giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.